Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video clip hôm nay em dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như là đam mê sản phẩm, đó là những chiếc đầu bông cối. Hôm nay Shop Đạt Trần có một siêu phẩm em 6300 Tech A6300 là một cái model huyền thoại của hãng rồi, chất âm rất hay. Và nó được rất là nhiều các bác tin dùng và nói đến chơi âm thanh cổ thì hầu hết các bác đều đã biết model này. Một cái model đã quá nổi tiếng, một cái sự lựa chọn và hoàn toàn hợp lý ở trong tầm tiền. Tuy nhiên, điều em muốn nhấn mạnh 6300 hôm nay Shop Đạt Trần về trong cái tình trạng còn rất đẹp. Đây một cái em hoa hậu, gần như là hàng lưu kho chưa sử dụng. Và hôm nay thì em Đạt Trần sẽ nhân cơ hội có một em máy đẹp, em sẽ lột trần chụi em nó ra và quay chi tiết cho các bác nội ngoại y, nội ngoại thất từ trong đến ngoài của em Tech A6300. Thưa các bác, ngay trước mắt chúng ta đó là phần mặt mũi của em Tech A6300. Về hình thức thì mặt mũi em nó rất đẹp, trắng bóc luôn, với mặt nhôm phay màu trắng và có các cái đường vân ngang đây, rất là đẹp, sáng quắc. Model Tech A6300 phần bánh tì với các cái họa tiết trải tia rất đẹp. Các cái trục này mới keng xà beng luôn đây, rất là đẹp, nét căng luôn thưa các bác. Đấy. Tiếp theo đây có một cái phần đồng hồ công tơ mét. Và dưới này thì chúng ta có thể thấy là hai cái cụm đồng hồ vu. Hai cái cụm hồng đồng hồ vu với cái ánh sáng vàng và rất là đẹp và nét căng luôn thưa các bác. Nhìn sâu vào các cái chi tiết nhựa này thì các bác có thể thấy là cái phần này của em nó là gần như chưa sử dụng này, các cái chi tiết nhựa còn rất mới, đẹp, không tì vết. Đấy, phần mặt mũi của em nó này nét căng luôn. Đấy, lau sạch bụi đi. Với các cái núm nút, con này còn quá là mới, các cái núm nút đây. Đấy. Không một vết chày. Với những cái đường cắt CNC rất đẹp. Hai volume dành cho đường mic và đường line, bên này thì là volume off, volume tập. Rồi chế độ chuyển đổi giữa đường tape và đường sound và các cái cần gạt thì dành cho phần thu. Các cái cần gạt này này còn rất đẹp này, màu của nó màu ánh đồng, trông vô cùng là bắt mắt. Đấy, những cái núm nhỏ tí mà hãng họ làm một cách rất là tinh xảo. Tiếp theo thì bên này là các cái phím bấm thông thường. Em trông nó rất là mới, gần như là chưa sử dụng luôn. Đấy, chưa có cái dấu vết của cái việc sờ tay. Đấy là xong cái phần mặt mũi nhé. Tiếp theo thì là cái phần đáy. Đúng không? Tech A6300 thì hầu như là em chưa có quay đáy con nào. Hôm nay thì nhân tiện đây em sẽ quay cái phần đáy. Nó có một hang vỉ mạch ở đáy mà hầu hết như các bác đều không có nhìn được nếu như quay ở phía kia. Tuy nhiên hôm nay em quay ở dưới này. Và dưới cái nắp đáy này còn nguyên cả một cái hệ thống sơ đồ đây, hướng dẫn. Đấy, các bác nào yêu khoa học thì có thể mày mò và sửa chữa theo cái sơ đồ này. Đấy, cái này thì lắp vào đáy đây như thế này. Đấy, sắt xi của nó còn rất đẹp, tháo luôn cái chân này ra cho các bác xem nó đẹp, nó mới như nào. Những cái con ốc ở trong gầm của nó các bác nhìn xem, nó còn vàng ươm đây, những con ốc ở trong gầm đây ạ. Đấy, nó còn vàng ươm và đẹp như thế này, quá xuất sắc đây ạ. Đấy, này phần sắt xi này. Đấy, em quay một chút thôi, em sẽ quay dần dần cho các bác hết tất cả nội ngoại thất của em này. Hôm nay thì em sẽ lột trần em hoa hậu này ra cho các bác ngắm nghía. Sở dĩ vì sao 6300 anh em rất là thích bởi vì là đây là một con máy cho cái chất âm hay, giá thành của nó hợp lý mà không phải là tự dưng mà anh em lại chơi nó nhiều thế. Đây. Chờ chút em bắt nó lại, nó chệch khỏi lỗ rồi. Thì cái này đặt nghiêng. Rồi, quay cho các bác vất vả thế đấy. Tiếp theo thì em sẽ dựng máy lên và quay tiếp cho các bác cái phần nội thất ở phía trong. Xin lỗi các bác, còn cái phần cụm đầu từ em đã tháo sẵn ra rồi.
Đây chính là phần mặt hàm từ của Tech 6300. Ốc của nó còn mới cứng như thế này cho mày. Đây, mặt từ bằng gang đúc nguyên khối này, còn rất là mới, sáng bóng, sạch bong. Và các cái chi tiết của phần hàm từ này đẹp như vừa xuất xưởng. Một cái cỗ máy bao nhiêu năm trời rồi mà còn đẹp như vừa xuất xưởng này. Đây ạ, đầu từ này mới như chưa xài luôn. Đấy, sáng bóng, soi gương được. Tất cả các núm nút là các cái cần, các trục các bác xem. Đấy, con này xứng đáng hoa hậu chưa? Vâng, đáng đồng tiền bát gạo cho các bác chơi. Xứng đáng hoa hậu. Tiếp theo thì em sẽ quay cái phần phía đằng sau của máy á. Đầu tiên thì các bác nhìn giúp em cái phần sắt xi hai bên sườn, và nó có những cái vỉ mạch ở bên sườn này. Các bác xem nó cấu tạo như thế nào. Đây, với sắt xi hai bên sườn có thể nói là bảy sắc cầu vồng luôn. Đấy, bảy sắc cầu vồng luôn. Đấy, nhìn sâu ở bên trong, các cái ốc của nó rất đẹp. Đấy. Và đây là cái phần má gỗ em đã tháo ra rồi. Con này thì má gỗ của nó có cái vân rất đẹp. Vâng. Ốc của nó cũng là ốc có khuyên ở đây. Đấy. Quá nét. Tiếp theo thì mời các bác chúng ta xem phần nội thất. Riêng cái phần nội thất thì em đã quay quá là nhiều rồi. Nhưng mà trong video clip này, con này quá mới, em lại xin phép lại quay lại luôn. Máy thì vẫn sử dụng động cơ 3 motor trên phần nguồn này, còn dán cả tem này. Và cái phần motor này của nó rất mới. Riêng nội thất của Tech các bác mở ra thì Akai tắt điện luôn. Akai kể cả 635D luôn, nội thất của nó rất ít. Và tuy nhiên ở bên Tech họ làm cầu kỳ. Độ bền cao. Độ bền cao. Đấy, nhìn vào sâu bên trong này vẫn óng ánh bảy sắc cầu vồng. Và cái phần mạch này của nó thì có một cái phần vỉ, cái màu của nó rất đẹp, không biết là gọi là cái màu gì. Đây ạ. Bên trong thì các cái linh kiện này sạch bóng, các bác có thể thấy các linh kiện của nó này không có hạt bụi luôn. Đấy, tất cả long lanh, bảy sắc cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng. Và cái clip này thì em dành thời gian em quay chi tiết thôi, có lẽ cũng không còn thời gian để test cho các bác đâu. Toàn bộ những cái máy về bên em đã test rất kỹ rồi, các bác yên tâm. Không ai test thì ngày nào cũng test cho các bác nghe rồi. Về con nào thì chỉ quay con đấy thôi. Đây em sẽ lắp cái hồi gỗ vào cho các bác ngắm nghía một chút nhé. Đây là một em hoa hậu 6.300, bán khá nhiều rồi. Những em hoa hậu như này thì cũng không có thi thoảng, mà cũng thi thoảng có được những em hoa hậu này. Vâng, thưa các bác, em đã tiến hành lắp xong. Đây, sau khi lắp xong thì hình thức của nó rất đẹp, cân đối và hài hòa. Có hai cái hồi gỗ ở hai bên. Và hai cái hồi gỗ của con này thì với cái màu vàng sáng trông rất là tươi sáng. Đấy, đẹp. Đẹp tuyệt vời, máy đẹp hoàn hảo. Nó có các khuyên ở chân ốc đây. Đối với sản phẩm 6300, con này đẹp xuất sắc nhé. Con này thì sau đặt trần có giá bán là 22.500.000 đồng thưa các bác. Và đặc biệt em này thì về còn húp zin theo máy, còn húp zin theo máy, và cái giá của em nó là
22.500.000 đồng. Bác có nhu cầu thì alo cho em đặt trần. Tiện đây thì em cứ lắp băng vàng và em các bác chờ một chút em test cho bác nghe vài bài nó vận hành một chút. Máy thì bên em đã test và bảo dưỡng kỹ trước khi bán rồi tất cả, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm. 22.500.000 đồng cho em này và có phụ zin theo máy, các bác có nhu cầu hãy alo cho em. Sắp đặt trần tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội các bác nhé. Bên em giao hàng toàn quốc và giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Và bây giờ em sẽ test một chút, mời các bác chúng ta cùng nghe. Thì 6.300 thì chạy bằng tất cả các loại bằng rồi, 5 bằng 7 bằng 10 autovert 2 chiều tiếng quá hay. Tôi lại gặp mãi người trái ơi chiến tuyến dũng trên vai thương về qua đời. Cho các bác xem. Đấy, vận hành rất tốt luôn. Các bác có nhu cầu thì alo cha. 22.500.000 đồng, 6.300 đồng xuất sắc và có hút zin. Xin chào, cảm ơn và xin hẹn gặp lại.